Tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn số 809 trên SG, YDT, gửi trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã, hiệu trưởng, các trường trung học phổ thông công lập. Trung học phổ thông có nhiều cấp học. Giám đốc các trung tâm giáo dục nhà nước giáo dục thường xuyên việc nghiêm túc thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, 6 và lớp 10 trên địa bàn Hà Nội. Đặc biệt trong công văn này Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường không thu tiền giữ chỗ hay bất cứ khoản thu nào khác gây khó khăn cho học sinh phụ huynh và bức xúc trong dư luận, không được thu giữ hồ sơ của học sinh nếu học sinh không có nguyện vọng theo học tại trường. Sở cho biết thời gian qua đã nhận được nhiều phản ánh về công tác tuyển sinh đầu cấp. Trong đó nhiều trường yêu cầu phụ huynh nộp tiền giữ chỗ hoặc thu giữ hồ sơ của học sinh. Điều này gây bức xúc cho học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và đào tạo nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Hà Nội hiện có gần 600 trường tư thục, từ mầm non tới trung học phổ thông. Các trường này thường xuyên tuyển sinh bằng xét học bạ hoặc tổ chức thi riêng. Theo quy định của hầu hết các trường, phí giữ chỗ cho phụ huynh nộp vào sẽ không được hoàn trả lại nếu học sinh không nộp hồ sơ nhập học tại trường. Còn nếu học sinh nhập học, trường sẽ khấu trừ vào các chi phí. Theo thống kê, một số trường tư đưa số tiền cọc thấp nhất hiện nay như trường Trung học Phổ thông Phan Bội Châu, Hà Đông, 1,2 triệu đồng một học sinh, trường trung học phổ thông FPT Thạch Thất 2 triệu đồng. Trong khi đó một số trường tư thục đưa ra mức phí nhập học khá cao, trên 10 triệu đồng như trường trung học phổ thông Lý Thái Tổ cầu giấy 11 triệu đồng một học sinh, trường trung học phổ thông Newton 12 triệu đồng, trường trung học phổ thông Hà Nội Academy Tây Hồ 20 triệu đồng. Năm học 2024-2025, dự kiến hơn 50.000 học sinh Hà Nội không có suất vào lớp 10 công lập năm nay. Đồng nghĩa với việc hơn 50.000 phụ huynh suýt phải đối diện với mức phí giữ chỗ không rẻ nếu Sở Giáo dục và Đào tạo không quán triệt tình trạng đặt cọc giữ chỗ này. Cách đây 6 năm, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội từng yêu cầu các trường tư không thu phí ghi danh giữ chỗ, nhưng sau đó việc này lại tiếp diễn